Harry Won dội giả về Hàn Quốc lo tan sự và đổi avatar đen dặn sao việc chia buồn với gia đình. Mới đây, Harry Won đã bất ngờ có động thái đổi ảnh đại diện sang màu đen. Đây là cách nhiều người thường làm để thông báo gia đình có tin buồn. Trấn Thành cũng nói rõ bên dưới bài đăng của bà xã, mở heo mất. Cảm ơn mọi người đã lo lắng và hỏi thăm heo ạ. À. Heo đã qua hàng để lo việc gia đình rồi, mọi người đừng quá lo lắng nhé. Sau đó, nhiều sao diệt, khán giả cũng đã liên tục gửi lời chia buồn, như diễn viên Lê Giang viết, xin chia buồn cùng gia đình em. Ca sĩ Trương Quỳnh Anh, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng cũng gửi lời chia buồn. Em xin chia buồn cùng gia đình chị, xin chia buồn cùng gia đình em. Còn ca sĩ Đan Trường thì viết, cho anh xin chia buồn với em và gia đình nhé. Nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn đến Harry Won. Một số khác còn bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Harry Won vì thời gian gần đây nữ ca sĩ tiết lộ có tâm trạng không tốt. Những ngày gần đây Harry Won đã khiến cho nhiều người lo lắng khi tiết lộ cô thường xuyên uống rượu dưới tần suất hai ngày một lần, thậm chí uống đến say. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân mới nói tạm ngưng mà sao giờ lại nhớ. Nhiều khán giả chưa rõ nguyên nhân khiến cô buồn nhưng đã động viên an ủi và khuyên nữ ca sĩ hạn chế việc sai xỉn để bảo vệ sức khỏe. Còn những người bạn thân của Harry Won như Trương Quỳnh Anh, Lê Giang, Hải Triều, Kha Ly thì đồng loạt nhắn nhủ an ủi nữ ca sĩ mạnh mẽ vượt qua biến cố. Cách đây ít hôm, Harry Won đã đăng ảnh trên máy bay và còn tiết lộ có công việc nên phải di chuyển gấp. Những ngày qua, cô đã hạn chế lộ diện hay hoạt động trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng có lẽ cô đang dành những phút giây ý nghĩa bên cạnh gia đình tại Hàn Quốc. Harry Wong là con lai Việt Hàn, cô hoạt động chủ yếu tại Seoul biết nhưng vẫn đi đi lại lại giữa hai nước để thăm người thân. Trong một lần tiết lộ về cuộc sống cách đây 4 năm, Harry Wong cho biết mẹ thường xuyên qua Việt Nam để đi du lịch và ở cạnh con gái còn bố do tình hình sức khỏe không ổn nên phải ở lại Hàn Quốc để chạy thận. Harry Won cũng từng chia sẻ cô sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, sống tại khu nghèo nhất ở thành phố Seoul của Hàn Quốc. Cả gia đình cô thì trọ trong một căn phòng bé tí ngay dưới tầng hầm nhà người khác để ở. Nữ ca sĩ kể bố mẹ cô phải đi làm quần quật cả ngày trong khi cô là chị cả phải chăm sóc hai em về sau này, cuộc sống của gia đình mới có nhiều chuyển biến tốt hơn. Harry Won có một người em gái cũng hoạt động trong showbiz, nhưng cũng không mấy nổi bật. Trong một bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của mình, Harry Won từng tiết lộ việc gia đình cô bị bệnh tật đeo bám như thế nào. Nữ ca sĩ bàng bàn hoàng khi biết mẹ mình bị ung thư. Sau đó là chính bản thân cô cũng bị ung thư. May mắn là Harry Won đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và có sức khỏe bình thường trở lại. Lăng tăng còn lại lúc này là vấn đề sinh con khi mà căn bệnh của Harry Won được cho là sẽ ảnh hưởng đến chuyện này. Người đang bị bệnh nặng nhất trong gia đình của bà xã Trấn Thành hiện nay chính là bố của Harry Won. Ông hiện đang sống ở Hàn Quốc, chạy thận thường xuyên. Đặc biệt, giọng ca Hương Đêm Bay Sa đã từng tiết lộ thận của ba tôi không được tốt lắm nên phải chạy thận ba bốn lần một tuần và việc điều trị tại Việt Nam không được tốt lắm nên ba tôi phải ở lại Hàn Quốc trong đám cưới của Trấn Thành và Harry Won, bố của cô thậm chí còn phải rời đi trước vì sức khỏe chuyển biến xấu. Thật may là hiện tại Harry Won đã thành đạt, cuộc sống khấm khá hơn trước, nhờ có thế mà nữ ca sĩ có thể lo toan cho gia đình và đỡ đần được cho bố mẹ và các em sau khi kết hôn với trấn thành hari won càng hiểu và trân trọng gia đình hơn cô cũng từng chia sẻ tôi là người hàn quốc chồng tôi là người việt nam còn bố chồng là người gốc hoa em gái của chồng kết hôn với một người đến từ hồng kông vì vậy khi đoàn tụ trong những ngày lễ chúng tôi nói tiếng hàn tiếng việt tiếng quảng đông và cả tiếng anh với tôi gia đình là nơi khiến tôi có nhiều cảm xúc Tôi muốn dành cho họ mọi thứ mà không tiếc bất kỳ điều gì. Tôi nghĩ gia đình là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối. Trấn Thành sinh ngày 5 tháng 2 năm 1987, thường được viết đến với nghệ danh Trấn Thành, là một nam diễn viên, nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình truyền hình, doanh nhân, Kim nhà làm phim người Việt gốc hoa. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người dẫn chương trình sau khi đoạt giải ba cuộc thi Én vàng năm 2006. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, có cha là người gốc Hoa đến từ Quảng Đông, mẹ là người Tiền Giang. Ngoài tiếng Việt, anh còn có thể nói tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và Quan Thội. Trấn Thành từng theo học khoa diễn viên để học sân khấu điện ảnh. Trấn Thành có khả năng nháy giọng người khác, có thể giả giọng hát, giọng nói của các ca sĩ Lam Trường, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Thanh Lam, Hồng Ngọc, các nghệ sĩ Việt Anh, Thành Lộc. Nhiệt Hương, Khuya Thanh Dân, Minh Nhí, Trung Dân và lợi Thủy. Cũng nhờ có tài nháy giọng nên Trấn Thành dễ dàng hơn trong việc trở thành diễn viên lòng tiếng. Anh đã lòng tiếng cho phim hoạt hình Sóc Chuột, Siêu Quẩy, Madagascar 3, Thần Tượng Châu Âu, Kẻ Trộm Mặt Trăng, Túc Bò, Tay Đua Siêu Tốc. Anh từng đoạt giải ba cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh thể hiện sự linh hoạt, hài hước trong cách dẫn những chương trình như Cứ Nói Đi, chương trình trình cho những người nước ngoài học tiếng Việt, cầu dòng nghệ thuật, thách thức cùng bước nhảy, gala cười 2011 hay live show quan lê, hát trên quê hương. Trấn Thành được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực, hài kịch, diễn viên, đạo diễn, MC và biên kịch. Bị nghi ngờ sử dụng chất kích thích vào tháng 6 năm 2020, Trấn Thành bị hay tài khoản Facebook Lê Thị Hồng Mỹ cùng Jesse Nam tung tin đồn cho rằng nam nghệ sĩ đã sử dụng chất kích thích cùng với họ tại một quán bar. Sau đó, hình ảnh của anh bị phát tán rầm rộ trên không gian mạng. Anh đã có buổi tố chất tại nhà riêng cùng với luật sư của mình để làm sáng tỏ thật hư. Lâm xùm liên quan đến hoạt động thiện nguyện tháng 9 năm 2021, Trấn Thành vốn phải lùm xùm việc quyên góp kêu gọi từ thiện bảo lũ cho miền Trung từ năm 2020. Bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi là Trấn Lột và liệt kê vào danh sách tứ đại danh lũ. Sau đó, anh liên tục bị VTV, VTC và báo công an nhân dân nhắc tên vì bị nghi ngờ chưa minh bạch trong quá trình giải ngân. Vào tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã yêu cầu ngân hàng ra soát sao kê chi tiết tài khoản của Trấn Thành cũng như nhiều nghệ sĩ khác vì thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân tiền từ thiện. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự đã mời các nghệ sĩ Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và Đại Nghĩa lên làm việc về vấn đề quyên góp thiện nguyện. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã tuyên bố không khởi tố vụ án hình sự với Trấn Thành và các nghệ sĩ khác do không có dấu hiệu phạm tội. Phim Đất rừng phương Nam so với nghệ sĩ mạc cang của bộ phim truyền hình nổi tiếng đất phương nam trấn thành bị cho là quá trẻ khiến tạo hình nhân vật bác bao phi của bộ phim điện ảnh đất rừng phương nam trở nên khó thuyết phục tính cách và những phát ngôn của trấn thành cũng khiến cho anh bị phản ứng vì sự chênh lệch về kinh nghiệm sống phong thái thể hiện giữa nam diễn viên với nhân vật trong mv nhạc phim của bộ phim điện ảnh đất rừng phương nam trong khi tất cả các diễn viên tham gia và nghệ sĩ ưu tú trọng phúc được mặc trang phục thuần diệt mang đặc trưng nam bộ chiếc áo dài của trấn thành mặc bị chỉ trích vì giống trang phục của người hoa